Minh Nguyễn đâu, xin chào để các bác quý anh chị yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cũng là cuối tháng của tháng 11, chuẩn bị sắp bước sang tháng 12, cuối năm của năm 2023. Thì hôm nay bên em tiếp tục lại cập bến và giới thiệu cho các bác một dòng loa thương hiệu của DK King, một dòng thương hiệu đến từ Anh Quốc nha các bác nhé. Và dòng này thật sự các bác là cực kỳ là đẳng cấp và siêu, gọi là siêu chất, siêu hiếm. Dòng DK Bát 35 nhé các bác nhé. Đấy. Dòng Bát 30, Bát 25, Bát 20 thì rất là nhiều, nhưng mà những dòng Bát 35 thương hiệu của DK King như thế này nhé các bác nhé, rất là hiếm. Và độ chất của nó thì thật sự các bác là quá là đẳng cấp luôn, rất là hay. Thì dòng này sử dụng gọi là chép neo nhé các bác nhé. Và chép con này nó rất là to luôn các bác nhé. Chép neo và họng con này nó là họng gan nhé các bác nhé, họng gan. Đấy. Hàng vãi xịn sò của DK. Và con này được đời sản xuất 2014 nhé các bác nhé. Đời sản xuất 2014. Và dòng của DK King thì một dòng thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng từ trước giờ rồi nhé các bác nhé. Đấy. Gọi là không thể bàn cãi được những cái về cái độ chất của nó. Đây là ngày 11 tháng 10 2014. Đấy. Chép cũng vậy. Đấy. Và bát của nó cũng vậy. Đấy, bát 35 nha các bác nhá. Và cái bát tình trạng này thật sự các bác còn rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy. Độ đẹp của nó đời 2014 mà các bác nhìn này, cái từ sắt xi của nó này. Đấy, vẫn còn trắng phau luôn, trắng phau luôn các bác nhá, trắng phau. Đấy. Dòng bát này đánh rất là hay nha các bác nhá. Đấy. Vì là côn của nó rất là sâu, các bác nhìn cái rốn côn của nó xem, rất là sâu. Đấy. Côn con này thì là theo như em nhìn thì côn con này nó rơi vào tầm côn 76 nha các bác nhá. Côn 76. Đấy. Từ 19 các bác nhá. À. Con này từ 19 côn 76. Đấy. Đây. Găng tay này, đúng nếu mà đo chuẩn nó phải 20 nhưng mà thôi. Từ 19 côn 76 nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Thương hiệu của Anh Quốc nha các bác nhá. Đấy. Đây là chép của nó. Đây cái chép của nó đây. Chép con này nó lại hàn dây luôn. DK này. DK này. Tem mã vạch này. Tem hãng này. Tem nhỏ này, cái này ở đây còn sườn có cái tem nhỏ của nó. Hãng này nhá, rất là xịn sò và đẳng cấp luôn. Đấy. Hàng này là hàng xịn nhá các bác nhá. Đấy. Em phải nhắc đi nhắc lại cho các bác hiểu hàng xịn của DK. Đấy, thì nó xịn từ con ốc đến cái dây luôn các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn cái dây này. Đấy. Dây của nó cũng dọc luôn cả chữ DK. Đấy. Dòng thương hiệu của DK này ví dụ như coi như là đẩy DK King ấy, đấy, đẩy dòng đẩy của nó cũng vậy. Nó làm rất là khôn. Đấy, cả cả cái vỉ phíp của nó này, vỉ màu xanh. Và nó tất cả những cái con đẩy thì đa phần những cái mên của nó đều dập luôn cả chữ và ngày tháng sản xuất nha các nhá. Đấy, ví dụ như con này là phân tần của loa thì các bác nhìn này, phân tần nó rất là gấu luôn, phân tần của nó to như là quyển vở, như quyển vở A4 luôn. Đấy. Và ở đây nó sẽ có ngày sản xuất, ngày 10 tháng 7 2013. Mã là KH13 nha các nhá, KH13. Đấy. Trừ A1. Đấy. Trên này được dập chữ DK King. Đấy. Và đây nó cũng đầy đủ tem này. Tem mã vạch này. Đấy, nói chung là hàng này thì thật sự các bác là nó hàng xịn rồi, nên là em cũng không cần phải giới thiệu nhiều gì cả. Đấy. Rất là nhiều gọi là đơn vị người ta có thể nói rất là chi tiết. Đấy, và quay cũng khá là lâu rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay mới thật sự các bác ơi, em mới kiếm được một đôi này, nói chung là đã lâu lắm rồi. Trước em về được một hai đôi, thật sự các bác là về là đến đâu là các bác là săn đúng hết lấy luôn. Đấy. Lâu lắm rồi mới gọi là về là tiếp tục được một đôi như này. Đây, các bác nhìn này, xịn từ cái dây mà luôn, các bác nhá. Đấy. Cuộn cản của nó cũng dập luôn này, đấy, DK này, đấy. Đấy. Anh Quốc này. Đấy. Margin Anh này, các bác nhé. Các bác nhìn rõ không? Để em zoom to cho các bác xem. Margin
Anh đấy. Made in Anh đấy. Xịn xò chưa, rất là đẳng cấp. Dòng này thật sự các bác là không thể nào mà nhãi được như nó nhá. Đấy là em cứ nói luôn cho các bác vậy, không thể nhãi được. Và đây cái bát em đã bỏ hẳn ra ngoài này. Bát này thì được màng của nó, màng loa được phủ một lớp keo chống nước nhá các bác nhá. Đấy, phủ một lớp keo chống nước, các bác nhìn nó bóng bóng, bóng bóng keo này. Và gân con này nó là gân vải nhá các bác nhá, gân vải tẩm dầu. Đấy, gân ba sóng, dòng gân ba sóng nó rất là lợi nời, còn rất là dính nhá các bác nhá. Đấy, 2014 mà cái keo của nó này, keo này là hoàn toàn là về là bên em chỉ có vệ sinh qua chứ bên em chưa có gọi là dưỡng lại gân nhá các bác nhá. Nguyên bản nó như vậy nhá các bác nhá, nguyên bản nó như vậy luôn. Đấy, chưa có gọi là dưỡng gân mà gân của nó vẫn còn dính như này. Đấy là cái keo, riêng cái keo dưỡng gân của nó rất là tốt. Đấy, keo dưỡng gân rất là tốt luôn. Đấy, rốn cái này sâu này. Đấy, thì lời của nó rất là sạch và rõ, sạch rõ nét. Đấy, ở bên sườn này thì cũng sẽ là có một cái chữ dập ở trên, dập ở trên đấy, năm châm, từ năm châm nhé các nhá. Đấy, 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 dập luôn ở trên từ năm châm này đấy các bác nhá. Đấy, và được một cái tem nhỏ này, tem mã vạch này. Đấy, làm rất là khôn luôn. Và màng thì ở đây được dập một cái số màng. Đấy, đóng số, màng được đóng số nhá các nhá. Đấy, rất là chi tiết luôn. Đấy, tất cả là bên em cam kết cho các bác là keo côn kiếc là zin hết nhá các nhá, zin hết. Đấy, chưa gọi là đụng chạm một tí gì cả. Đấy, zin đét đẹp luôn. Đấy, sau đây em sẽ mở thử cái đoạn nhạc cho các bác nghe và em thử tiếng mic trước đã, rồi em sẽ thử nhạc cho các bác sau. Đây em đang để một đôi đây này. Đợt này em về không có nhiều cho các bác nhé, số lượng chỉ có 3 đôi thôi. Và dòng này thật sự các bác là nó rất là hay. Đấy, đấy, rất là hay luôn. Đây em thử cái tiếng mic cho các bác nghe. Tiếng sáng chép là dòng chép neo. Con này các bác có thể chơi phòng tầm từ 30 đến 50 mét vuông các bác chơi thoải mái luôn. Đấy, tiếng của nó rất là xa, độ nhạy cao tí em sẽ quay các bác cái thông số đằng sau. Lên 1 2 5 lên 6 6 7 em đi xa các bác nghe. Lên 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10. Rất là hay luôn các bạn nhá. Tiếng sạch sẽ, tiếng chép tươi mịn. Đấy, cái dòng này các bác nghe tiếng chép là rất là sướng luôn, xì xọt tiếng chép rất là mịn vì nó là dòng chép neo nhỉ, còn họng gang ấy. Nên là chép của nó cực kỳ là mẩy. Đấy, tơi nhuyễn. Đấy, bát của nó đánh mềm, rất là mềm vì là con này côn 7, côn 76, từ 19 côn 76, bát đánh rất là sâu mềm. Lên 1 2 5 6 6 7. Đây em, sau đây em sẽ test cho các bác tin nhạc không lời các bác nghe này, rất là tí tách luôn. Thank you.
các bác đã nghe qua phần nhạc đấy và phần mic. Và đây sau đây em sẽ quay cho các bác cái thông số của con DK này. Đấy, con này thùng của nó rất là sâu nha các bác nhá, rất là sâu thùng. Đấy, sông thùng con này đã rơi vào hơn 40 cm. Đấy, rơi tầm độ 43 cm nha các bác nhá. Sâu 43 cm. Đấy. Thùng rất là sâu và đây là cái giá ở bên kia người ta treo. Đấy. Đây em sẽ quay thông số đằng sau cho các bác này. Đấy. Thông số. Ôi giời, không giật được cái này. Này hơi trơn. Đây. Đây nha các bác nhá. Đây. Con này độ nhạy rất là cao luôn nha các bác nhá. DK King này, có mã model này là KH13. Đấy. Công suất là 425W. Công suất 425W nha các bác. Độ nhạy này 129 dB/1 min. Đấy. Và bên dưới này là 97 dB + 2. Đấy. Và đều đánh ở chế độ 8 ohm nha các nhá. Đánh chế độ 8 ohm. Đấy. Đấy. Rất là đẳng cấp mà. Đấy. Thùng và tất cả là sơn zin hết nha các nhá. Sơn zin hết. Đấy. Sơn này thì hiện tại bên em về bên em chỉ lau qua thôi nha các nhá. Đấy. Thì ví dụ như mai có những cái chỗ mà nó bị xước bé như này thì bên em sẽ gọi là chấm tỉa lại thôi nha, còn tất cả là sơn của nó là đều là sơn zin nguyên bản. Đấy. Còn cái lưới e căng thì nó hơi bẩn, bên em chưa giặt được thì mai em sẽ giặt sạch sẽ. Đấy. Và đóng lên cho các bác. Đấy. Nắp lên cho các bác. Đấy. Các bác nhìn này, cái này nó chỉ bẩn thôi nhá. Tầm này thì thật sự các bác là ở phòng 450m, các bác chỉ cần chơi một đôi thì nghe rất là phê luôn. Đấy, hàng đẳng cấp, thương hiệu của Anh, quá là xịn sò này. Đấy. Rồi về cái mức giá cả, quan trọng là bây giờ đến cái phần giá cơ. Thì những cái đôi loa hàng xịn sò và đẳng cấp như này thì bên em hiện tại đang có cái mức giá tốt nhất để cho các bác gọi là mở hàng ngày mai, đầu tháng ngày mùng 1 của lịch âm tháng 12. Thì hiện tại bên em đang bán mức giá là 13.500.000 nha các bác nhá. 13.500.000 một đôi. Đấy. Giá cực kỳ là tốt luôn. Các bác nào mà muốn tham khảo về những dòng này thì các bác cứ lên mạng các bác tìm hiểu. Đấy. Xem anh em ở trên thị trường bây giờ hiện tại đang bán tầm khoảng bao nhiêu tiền. Đấy. Một dòng loa chất lượng và đẳng cấp như này. Đấy. DK Bass 35 nha các bác nhá. Đấy. 13.500.000. Đấy, các bác nào lấy thì liên hệ sớm qua số điện thoại em đang trên bài. Đấy là giá tốt nhất cho các bác mở hàng ngày mùng 1. Đấy. Số điện thoại bên em là 0955778338, cũng là số Zalo và số Facebook. Các bác nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thôi thì video này em xin chân thành cảm ơn các bác. Các bác nào khi theo dõi video thế thì hay cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày cho các bác. Và sau đây em xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo ạ.